trong khi các chính phủ ở châu Âu và Hoa Kỳ ngày càng cảnh giác trước sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện, thì tại Nga, các thương hiệu xe điện của Trung Quốc lại được chào đón. Theo dữ liệu của cơ quan phân tích Autostat của Nga, từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, tại Nga đã có hơn 20.500 xe điện mới được bán ra, tăng gấp 4,5 lần so với năm trước. Trong đó, các thương hiệu Trung Quốc chiếm hơn một nửa doanh số. Các nhà sản xuất ô tô Nga chỉ bán được chưa đầy 4.000 xe, tức là khoảng 1/5 tổng doanh số. Mặc dù thị trường xe điện ở Nga vẫn còn nhỏ và gặp nhiều trở ngại do truyền thống phụ thuộc vào xăng dầu và thiếu cơ sở hạ tầng cho việc sạc điện, nhưng thị trường này vẫn đang phát triển nhanh chóng. Lượng xe điện bán ra trong 12 tháng qua nhiều hơn cả một thập kỷ cộng lại. Trong đó, thương hiệu xe điện Zeekr của Trung Quốc, dù chưa hiện diện chính thức tại Nga, mới chỉ vào Nga qua con đường tư nhân, thì vẫn đang dẫn đầu sự tăng trưởng với hơn 8.000 xe bán ra kể từ tháng 6 năm ngoái. Hãng này thậm chí còn chưa triển khai bất cứ cơ sở hạ tầng nào như trạm sạc hay hoạt động bảo dưỡng chính hãng. Theo bà Irina Frank, đại lý xe hơi Frank Auto tại Moscow, doanh số xe Trung Quốc tăng do người Nga ngày càng quan tâm tới xe điện và định kiến đối với xe Trung Quốc đã giảm. Một cuộc khảo sát của Autostat và Automail cho biết hiện nay có tới hơn 53% người Nga sẵn sàng mua ô tô Trung Quốc, tăng từ mức 6,4% của năm 2017. Thời kỳ đầu khi Zeekr mới vào, người mua có chút rủi ro vì không biết liệu xe Trung Quốc có bền và tiện như xe châu Âu hay không, rồi liệu có đủ phụ tùng thay thế khi cần sửa chữa không, rồi sửa chữa ở đâu, rồi xe điện thì chạy như thế nào. Sau một năm thì thị trường phụ tùng linh kiện về nhiều, các nhà buôn xe khác cũng tham gia, và khách hàng thì cũng thấy được là xe ở hạng sang thì quả thực là đẹp, rất tiện dụng, và họ chia sẻ kinh nghiệm cũng như hình ảnh cho nhau. Thị phần xe điện ở đây mới chiếm chưa đầy 2% tổng thị trường, bên Trung Quốc là 30%. Nhưng tôi nghĩ là tới năm 2035, xe điện sẽ lên tới 25% thị trường Nga. Trong khi những người ủng hộ xe điện Trung Quốc cho rằng xe điện của Trung Quốc ngày càng chứng minh được chất lượng và thẩm mỹ, thì những người không ủng hộ cho rằng xe điện Trung Quốc chiếm lĩnh được thị trường chủ yếu là vì người Nga không thể mua được các loại xe của châu Âu. Tôi không thể nghĩ được là mình lại có thể lái một chiếc xe Trung Quốc. Nghĩ tới xe Trung Quốc là tôi đã cảm thấy không tin được rồi. Xe họ xuất hiện ở thị trường Nga là do hoàn cảnh của thị trường. Và người dân mua xe là vì họ muốn mua xe mới, nhưng không có xe mới mà mua ngoài xe Trung Quốc. Thế nên xe Trung Quốc mới bán chạy. Theo Frank Auto, hầu hết người mua xe điện Trung Quốc là người có thu nhập trung bình khá và khoảng 40% có trụ sạc điện tại nhà. Mẫu xe SUV nhỏ gọn Zeekr X hiện đang có giá khoảng 4 triệu rúp, tương đương 46.000 đô la. Mẫu xe của Nga là Evolute iSpace của công ty tư nhân Motorinvest, có giá là 3 triệu rúp. Xe Moskvich 3E, mẫu xe mới của thương hiệu xe từ thời Xô Viết, có giá hơn 3 triệu. Xe Lada Ilagos của hãng xe hàng đầu của Nga Avtovaz vẫn đang trong giai đoạn chế tạo, và đây có thể sẽ là lựa chọn vừa túi tiền hơn cho đông đảo người Nga. Tuy nhiên, giá chưa được công bố. Trước sự đổ bộ của xe điện Trung Quốc, hồi tháng 3 năm nay, ông Maxim Sokolov, người đứng đầu Avtovaz, đã thúc giục chính phủ Nga phải có hành động để bảo vệ thị trường trong nước.